Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi là Giang Saito và đây là video cùng chơi game Pokemon, let's go! Pikachu! Rồi thì ở video trước là tôi đã đến được Lavender Town và vào luôn cái nghĩa trang của Pokemon, nhưng mà giữa đường thì bị một cái bóng ma nó chặn lại, nó không cho đi tiếp và buộc lòng thì tôi phải đến thành phố tiếp theo. Trên đường đến thành phố tiếp theo thì có một vài channel ở trên đường đây thì tôi đã đánh một số người rồi. Bây giờ mình đi thử còn ai chưa đánh thì mình đánh hết. Cái bà này chưa đánh nè. Đó. Đấu hết lấy level vì đến thành phố tiếp theo thì có thể là tôi sẽ phải lấy huy hiệu thứ tư. Kadabra hả? Kadabra 28 luôn. War Turtle của tôi mới vừa học chiêu cắn. Chiêu cắn là hệ bóng tối thì theo cái phần Kanto của vùng cái vùng Kanto của phần Fire Red á thì không có hệ bóng tối, chưa có hệ bóng tối, nhưng mà phần này là có luôn anh em ạ. Gì vậy? Giảm chính xác, come on. Đó, có hệ bóng tối luôn. Xài biếm. Chiêu này thì nó yếu hơn Psychic. Tiếp đây Machoke hả? Machoke thì Bichotto. Wing attack. Mạnh quá, một hit không chết được. What the? Oh man. Lên đường, nói nhiều. Charmeleon. Đánh với mấy cái đứa mặc đồ xanh dương này á, thì luôn luôn cho Uchabo nha anh em. Cho nên là cho nên là nên đánh lấy Uchabo. Thôi chùi đi, lười bắt quá. Tự nhiên nó xông thẳng vô tôi luôn. Hồi máu cái đã. Bây giờ một bình là không đầy được luôn rồi. Một bình super là không đầy được luôn rồi, phải hai bơ. Ok, mấy người này là đã đấu hết rồi. Hai bà này chưa nè. Mew hả? Mew chứ không phải Mew, lộn. Mew là huyền thoại. Ê, quên, huyền ảo. Còn Mew là con thường. Trời ơi, bay đây. Xong. Lại là mèo. Double kick đi cho nhanh. Double kick. Chiêu này cũng bóng tối nè. Một kick thôi là lên đường rồi, khỏi phải double. Đẹp. Ba con mèo. Đây là một cô gái yêu thích nuôi mèo nè anh em.
là đường. À, cho Charmeleon lên đi, luyện chút vì gym sắp tới là hệ cỏ là cũng phải cần Charmeleon đấy. Oh, Pikachu, come on. Không có hệ đất rồi. À, Dragon Ray. Fury Swipe. À, còn trainer cuối cùng. Magnemite hả? À, ok, Magnemite thì Charmeleon cũng được. Chưa có Flamethrower nữa, trời ơi là trời, Ember. Ember. Xong. Big Mushroom là cây nấm bự. À, đi qua bên trái chắc chắn là đến thành phố mới rồi. Đúng không ta? À không, ở đây thì vẫn lại bị chặn. À, ông lại là gặp cái ông khát nước, phải có ly trà. Thì là phải đi lên. Nhìn con rùa chạy mắc cười quá. Accuracy, cái này là tăng chính xác. Hai tầm tăng chính xác dùng trong trận đấu. Act Defense, hai tầm tăng phòng thủ dùng trong chiến đấu. Rồi, tới Celadon City rồi đúng không? Ủa, chưa nữa hả? Con đường số 7. What the hell? Ôi, come on. Đã tính né ra đằng sau lấy cái item trước rồi mà vẫn dính. What the? Raichu. Gặp mấy thím mặc đồ xanh này là toàn là mạnh mạnh không à. Rít đàm. À. Light green luôn hả? Thunderbolt. Vai whip. Ừ. Nó không có hệ đất là gặp điện hơi mệt ha.
Tiếp đây, Dugtrio. À, Dugtrio cũng hơi căng à. Earthquake hả? Thôi, à, giờ này còn qua được anh. Biết lắm mà, Earthquake. À, đâu vãi nồi. Trời ơi. Gặp mấy đứa áo xanh này đúng là mệt mỏi. Earthquake. À, nó có Light Green, hàng chi cái chiêu qua Dragon của mình bắn không nhiều máu hết. Nhờ cái màn trắng Light Green của nó. Siêu nước. Nước băng hả ta? Hay nước không nhỉ? Quên mất tiêu rồi. Mà như nước băng thì phải. Rồi đi trước luôn. Xong. Oh man. Quá ngon. Venusaur. Venusaur. Học chiêu gì không? Không học chiêu luôn. Này là phải có thêm Sola Beam nữa là ngon. Beetledan hả? Beetledan 120 sát thương phép, 100 chính xác của hệ cỏ. The user attack the target. À, chiêu này là sẽ tấn công từ 2 đến 3 lượt, sau đó thì Pokemon sử dụng chiêu này sẽ bị confused. À, bỏ vai whip đi, có Razor Leaf rồi. Elisa, à, hồi phục cho đội hình cái đã. À, cho nó ra ngoài thử xem. Ồ, đúng to luôn. Ngon. Gì đây? Nó nhặt được cái gì đó? À, Nanap Berry. Ở đây có thêm một khứa thách đấu nữa nè. Pha phép hả? Bay. Thunderbolt.
Weekly Top. À, không có thép cũng không có độc. Con này hãy tiên. À, con Venusaur của tôi thì có hệ độc nhưng mà không có chiêu nào tấn công mang hệ độc cả. Cái chiêu tấn công toàn là hệ cỏ không. Xong. À, chiêu này hả? Chiêu này hình như là một chiêu hệ thường. À, if the Pokemon using it had... Nếu như con Pokemon sử dụng chiêu đó mà đang dính một trạng thái thì sát thương sẽ gấp đôi. Tức là mình đang bị bất lợi mà mình dùng chiêu đó thì đam nó sẽ gấp đôi. À, lại gặp thêm một ông khát nước nữa, trời ơi là trời. Rồi, tới Celadon City rồi. Đầu tiên là hồi phục cái đã. À, ông này hình như là dạy chiêu cho Pokemon thì phải, à, cho Pikachu thì phải. Yes. À, Plotifo. What the hell. Chiêu hãy bay. 90 sát thương, vật lý. 95 chính xác của hãy bay. Là user blow in the air. À, chiêu này là có thể làm cho đối phương bị bling luôn hả? Ngon vậy. Bỏ double kick đi ha. Đó. Lấy một chiêu hệ bay luôn mới ghê. À, có đứa team Rocket đứng đây nữa chứ. Không, thành phố này hình như không phải là thành phố lấy gym cỏ mà là gym hệ tâm linh đúng không? Chỗ này là như là cái chỗ chơi trò chơi điện tử nè. Tới hỏi khứa này đúng không, để mở ra cái con đường bí mật. À, biết lắm à. Radicate. À, toàn mạnh hơn mình. Pikachu mới vừa bỏ chiêu double kick luôn. Thử chiêu mới nha. Lotifo. What the. Ôi, vậy cũng được nữa hả? Bling. Oh. Oh man. Cái chiêu. À, đua bong bóng bay lên mới ghê chứ. Bling luôn, không làm đối thủ bị bling luôn. 29 Charmeleon. 32 Pidgeotto. Rồi mở cửa đi chú. Ủa chạy hả? Ê,
từ từ tôi quay lại, tôi quay lại thấy Team Rocket đang ngồi trong kia. Team Rocket trong anime á. Đây 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 đây. Nãy đi xém nữa đi ra luôn rồi, hên là tôi nhìn thấy. Gì à? Ờ, nói chuyện với hai thanh niên này thì không có gì xảy ra hết. Tưởng sẽ có trận đấu ở đây chứ. À, tôi nhớ trong thành phố này là có một cái nhà cao cao là Team Rocket nó chiếm đóng ở đó. Là nhà này hả ta? Hầu như là chiếm hết chỗ này luôn rồi, chiếm hết thành phố này luôn rồi. The Hellman, cái nhà nào quên mất rồi. Ủa, Rock. Rock. À. Ok. Nhận được một cái tách trà từ Rock nè. À, đáng lẽ là trong cái bản gì Fire Red bản cũ á, là mình sẽ vào đây mình nói chuyện với bà lão này để mà xin cái tách trà, nhưng mà hình như là cái việc xin tách trà ở trong cái ngôi nhà này á, thì nó khó tìm quá hay sao á, nhiều người không qua được, cho nên là bản này á, là có sửa đổi lại một chút xíu là sẽ cho Brock đứng ngay trước cửa và đưa cho mình cái tách trà, vì như thế là nó sẽ dễ hơn, vì khi mà chúng ta nhìn thấy Brock á, là sẽ bị ấn tượng ngay đúng không, chạy lại nói chuyện liền thì sẽ được cho tách trà. Chứ còn khi mà tôi chơi cái phần Fire Red á, thì có khá là nhiều anh em hỏi tôi là ủa anh ơi, tách trà lấy ở đâu em không biết. Rồi máy Nintendo Switch nè. À cái vỏ đường này thì mình sẽ được xin một trong hai con Hitmonchan hoặc là Hitmonlee, quánh hết luôn. Ma chót. Này phải để Bichotto lên trước. Trong đây toàn là giác đấu không à. Ui da. Quyến attack. Mít coi, mít. Oh man. À, hên là nãy học chú bay rồi. Xong. Ba mươi bốn. Tiếp đi. Electabuzz, oh man. À, không có hệ đất.
Beetle luôn. Thunderbolt. Ow. Oh, what? Come on. Xui dữ à chờ. Tiếp đây thành đà banh đúng không? Ồ, ngon. Mà chiêu này không cần đâu, có Pikachu là hệ điện là đủ rồi. À, ra hồi mẫu cái coi. Trung tâm bảo bối đâu? À, đừng nói trung tâm bảo bối là cũng bị team Rocket chiếm đóng nha. Hơi mệt nè. À, hãy rồi, dưới. Chị chạy mệt chưa? Máu cái lên lấy con lấy một trong hai con Hitmonchan, Hitmonlee coi. Đâu rồi? Vô. Hốc hết. What the hell, Braveler? My god. Tưởng xài giác đấu tung con chim ra, ai ngờ ông này cũng đưa ra con Braveler. Quải thiệt chứ. Razor Leaf được rồi. X4 mà. Sao? Ôi. Oh man. X4 mà vẫn không lên đường sao? Đứng tuốt bên này mà ông bên kia ông cũng thấy nữa hả? Vãi. Rhyme mày. Karate chop. Pidgeotto mà lại chậm hơn con Raimay hả ta? À, quá mệt mỏi. Thank you.
Machop. Wing Attack. Submission. Trời, dữ vậy. Lên đường. Mệt mỏi nha. Poliwheel. Con này cũng chưa có giác đấu mà. Nó chỉ mới lướt thôi. Zippy Zap. Xong. Một hit một. À rồi, trận cuối cùng để mà lấy Pokemon đây. Poliwag. Oh man, Poliwag. Con này đúng là có giác đấu rồi nè. Nước và giác đấu. Nhưng mà nên dùng Pikachu hơn là Pidgeotto. Submission. Zippy Zap. Wow. Oh man, oh man. Xong. Ba mươi luôn Charmeleon. Đó, một là Hitmonlee, hai là Hitmonchan. À, tôi sẽ chọn Hitmonchan nha, vì tôi rất là thích boxing anh em. Ở ngoài đời luôn á, tôi rất là thích môn boxing. Cho nên tôi sẽ chọn Hitmonlee chứ. Ồ, oh, Hitmonchan chứ lộn, Hitmonlee là con kia. Tôi sẽ chọn Hitmonchan. Ồ. Tao coi thử nha. Hitmonchan. À, Disibun. Chiêu này là gì? 70 sát thương vật lý, 100 chính xác của hệ thường. Chiêu này có thể làm cho đối phương bị confused, ghê chưa, bị bấn loạn đấy. Thunderbolt, cú đấm điện, 75 sát thương vật lý, 100 chính xác của hệ điện. Chiêu này có thể làm cho đối phương bị tê liệt. Ice Punch, 75 sát thương vật lý, 100 chính xác của hệ băng. Chiêu này có thể làm cho đối phương bị đóng băng. Đó. Firebolt, đủ hết luôn. 75 sát thương vật lý, 100 chính xác của hệ lửa. Chiêu này có thể làm cho đối phương bị burn. Burn tức là bị bỏng lửa đó anh em. À, ok rồi. Đúng là con này là nó thuần vật lý nè. Rồi ok, thì video này cũng sẽ ngừng lại ở đây. Nếu anh em thấy hay để lại một like, hãy chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhớ đăng ký phía bên dưới để cùng đồng hành với tôi trong các video sau nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.